Hello mọi người, hello Khoa. Hôm nay mình hân hạnh mời được Khoa từ channel Khoa Ca lên đến để trò chuyện với mọi người về vấn đề đầu tư, đặc biệt là đầu tư ở Úc. Khoa làm những video đầu tư và phân tích thị trường chứng khoán rất là hay. Mình học được rất là nhiều từ những video của Khoa. Nếu như các bạn chưa biết đến Khoa thì sau khi xem xong cái video này, hãy subscribe vào channel của Khoa và mời Khoa. Chào chị Huyền, cũng rất hân hạnh là gặp lại chị Huyền trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì cũng muốn trao đổi thêm, học hỏi lẫn nhau thêm để mà có những cái thông tin bổ ích cho tất cả mọi người. Ok, thì tuần vừa rồi đó, chị có đăng lên Facebook nói là chị có làm collab với Khoa và hỏi mọi người coi mọi người có muốn đặt câu hỏi cho Khoa hay không. Thì chị nhận được cũng kha khá tin nhắn và chị sàng lọc ra được khoảng 10 câu hỏi. Thì cái câu đầu tiên á, là công việc hiện tại của Khoa là gì và nó có liên quan tới cái ngành tài chính và đầu tư hay không? Cũng có không có liên quan gì lắm đâu chị, tại vì khoa thì tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, tiếng tiếng Việt ngày xưa gọi là kỹ sư công chánh đó. Thì mình tốt nghiệp là năm 2012 thì không có liên quan gì hết. Thì hiện giờ mình đang làm cho một công ty xây dựng ở Úc, ở Melbourne. Thì mình vừa làm mình vừa đầu tư, với lại mình vừa chia sẻ kiến thức thôi. Thì Giỏi quá ha. Kỹ sư xây dựng là mình kiểu như là mình design cầu móng đường này nọ đó hả? Thì xây dựng này mình chia làm hai mảng á, một bên là thi công, một bên thiết kế. Thì khoa đang làm bên thi công là xúc máy máy đất này kia, rồi xúc đất, rồi những cái đường ống cống này kia đó. Kiểu như bên thiết kế là dạng như là kiến trúc sư đúng không? Ví dụ như những người mà kiến sư người ta làm đúng không? Kiến trúc sư là thiết kế cái bên ngoài thôi, còn mình là thiết kế sắt thép. Ví dụ kiến trúc sư đã ra cái bản vẽ đẹp như thế nào đúng không, thì mình phải làm cái bản vẽ đó làm sao cho nó vững chãi để mà xây cái nhà nó không bị sập hay là gì đó, thì đó gọi là thiết Kiểu như kế. kiến trúc sư chỉ là về cosmetic thôi, Đúng rồi, còn kỹ bên sư ngoài. là cái nòng cốt bên trong. Kỹ sư hay 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 chửi kiến trúc sư lắm, tại vì kiến trúc sư là hay hay nghĩ là không có thực tế đó, cái ý tưởng rất là không khó thực hiện đó, thì kỹ sư thì thường là dựa vào cái đó và đánh giá ồ cái này không không thực hiện được, thì nó cứ cãi nhau cãi qua cãi lại vậy đó thì Và cũng giống như là một người là bác sĩ chữa bệnh, còn người là bác sĩ thẩm à mỹ. đúng rồi, đại loại như vậy. Interesting. Chị không có biết đâu, chị chỉ nghĩ là kiến trúc sư là sẽ design ra rồi cũng tính toán là xây dựng ra sao, chị đâu có nghĩ là nó phải chia ra nhiều bộ phận như vậy đâu. Nó khác vậy. Vậy thì nếu như công việc của Khoa đó không có liên quan tới tài chính đầu tư thì những cái kiến thức này Khoa học được từ đâu? Tại vì chị coi video của Khoa đó, chị thấy cái kiến thức nó khá là chuyên sâu chứ nó không có chung chung giống như chị thì chỉ là một chút xíu về thuế, về tài khoản này nọ thôi chứ chị không có chuyên sâu vào phân tích từng cái cổ phiếu một. Thì những cái kiến thức này khoa học ở đâu? Thì mình lật lại lịch sử một tí. Thế lúc mà mình mới bắt đầu đi làm á, thì mình nghĩ là mình có tiền dư thì mình mới nghĩ là đầu tư. Và lúc đó thì mình nghĩ là ok, đầu tư cái gì đây? Thấy là nhiều người đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư crypto. Thì mình là một làm có bài toán phân tích thì mình thấy là bất động sản thì nó cũng được nhưng mà nó chậm quá, với lại tốn thời gian quá. Ví dụ như mình bán một cái gì đó, bán một cái tài sản gì đó thì nó rất là tốn thời gian, trong khi chứng khoán á, thì nó có cái tính thanh khoản, nó gọi là liquidity á, nó thanh khoản nhiều hơn, mình bán trong vòng một đốm nhạc thôi, mua bán gì đó nhanh, rất là nhanh. Thì thêm vào đó nữa thì Khoa lúc trước cũng có chia sẻ những cái nội dung về IELTS, về tiếng Anh, dạy học sinh tiếng Anh, thì có khuyến khích nhiều bạn học sinh là lên những cái trang báo của nước ngoài đó, ví dụ như là CNBC rồi Wall Street Journal này kia đó, để mà đọc báo để mà luyện tiếng Anh. Thì vô tình mình cũng khuyên người ta, thì mình cũng đọc những bài báo đó, thì mình thấy những cái CNBC này kia nó rất là thường xuyên nói về những cái stock investment, đó là một cơ duyên. Thì lúc đó mình thấy là mình cảm giác như là mình thấy có duyên với cái đầu tư stock nhiều hơn là những cái kênh đầu tư khác. Thì lúc đó mình bắt đầu mình tìm hiểu sâu hơn, và khi mà tìm hiểu như vậy á, thì mình mới bắt đầu là mình thấy là ok, cái này mình phải học. Thì mình sẽ lúc đó thì Khoa cũng có đăng ký một khóa học ở bên Úc, thì khóa học thì cũng online thôi,
thì họ cũng dạy những cái căn bản, những cái thứ căn bản để mình biết được. Thì sau đó mình bắt đầu mình dấn thân mình đầu tư thử. Thì mình nói thực sự mình cá nhân mình á, mình thấy là không có khóa học nào mà đáng giá bằng cái việc là mình bắt tay vào mình đầu tư luôn. Mình đầu tư rồi mình thua lỗ đi, cứ chấp nhận thua lỗ đi để mà có những cái bài học xương máu. Thì giống như là những cái tiền học phí á, tiền học phí á, những cái lần thua như vậy mình xem như là cái tiền học phí, nó rất là đắt nhưng mà nó rất là đáng nha. Tại vì không có bài học nào bằng bài học mà xương máu mà trải nghiệm thực tế là cả. Thì với lại có thấy là khoa đọc một cái cuốn sách nào đó thì mình nhớ là nếu mà bạn luyện tập khoảng là 10.000 giờ cho một cái việc gì đó thôi, tức là tương đương với khoảng là 3 4 năm mình làm full time đó, là 8 tiếng một ngày đó, mình cứ tập trung vào đó rất là chuyên sâu vào một cái gì đó khoảng 10.000 giờ, thì tự nhiên mình sẽ thành thạo nó. Thì ở đây mình muốn gửi cái thông điệp đó là có nghĩa là không nhất thiết là bạn làm gì, không nhất thiết là bạn phải là dân đầu tư tài chính chuyên nghiệp mới có thể đầu tư cái nhà cho mình. Bất kỳ ai cũng có thể đầu tư được, miễn là sao là mình có cái sự trải nghiệm trong đó, với lại mình có cái kiến thức và là những cái sự đam mê trong đó, thì mình sẽ từ từ mình sẽ đầu tư thành công mà. Totally agree. Thì ông bà mình cũng có câu đó, đi một ngày đàng học một sàng khôn, đúng không? Mình phải trải nghiệm thì mình mới có cái kiến thức cho bản thân mình được. Còn những cái mà cái lớp học hay là sách dạy nó rất là chung chung, tại vì ví dụ như như bản thân chị, ví dụ mà chị chia sẻ một cái kênh đầu tư nào đó hay là một cái chương mục đầu tư nào đó, thì bởi vì chị thích nó nhưng mà chưa chắc nó đã phù hợp với tất cả mọi người. Thì có rất là nhiều người họ rất là e dè, sợ đầu tư vô thị trường chứng khoán, tại vì Khoa cũng biết rồi, ví dụ như mình không có trong ngành hoặc là bạn bè người thân của mình không có đầu tư thì mình đâu có biết gì đâu. Toàn là mình hồi xưa đó, chị có phim Hồng Kông đó, chị có thấy ai mà chơi cổ phiếu rồi toàn nhảy lầu không à, cho nên chị cũng sợ lắm. Thì cái tâm lý của rất là nhiều người khi mà không biết về nó đó thì rất là sợ. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình chưa biết gì đó thì mình chỉ mua share thôi, ví dụ mình mua thấp mình bán cao thì mình có lời, thì mình cứ cứ theo dõi thôi, mình đừng có short sell hay là mua option, naked option đó, thì mình mới cần phải bù vốn vô thôi. Chứ còn không á, mình chỉ mua share thì cái worst case scenario là mình bị mất cái số tiền đó thôi. Thì mình cũng nghĩ là như vậy đó, các bạn phải tự thân vận động, các bạn phải tự tập. Ví dụ như đi một ngày đàng học một sàng khôn, một bài học mình làm đi làm lại nhiều lần thì mình sẽ thành thạo, giống như Khoa đã nói như vậy. Chia sẻ rất là ý nghĩa, cảm ơn Khoa. Nó thêm là cái năm đầu tiên mình đầu tư chỗ nào thua chỗ đó rồi, thì mình thấy không có bất ngờ, không có. Nếu đó mấy bạn nào mà mới đầu tư mà thắng thì quá tốt đi, nhưng mà thua thì cũng đừng có ngại, tại vì đó mình nghĩ là cái chuyện rất là bình thường, không có sao cả. Nhưng mà đừng có thua nhiều quá nha. Mới đầu tư thì mình cứ đầu tư ít thôi, cứ trải nghiệm từ từ thôi. Nếu mà thắng được thì quá tốt ha, nhưng mà mình cố gắng là cứ trải nghiệm từ từ đi, rồi rồi mình sẽ thấy. Nếu mà chị thấy ví dụ như khi mà mình mới bắt đầu đầu tư đi, hoặc là những người đầu tư đã lâu rồi, mình không nên bỏ tất cả những cái life saving của mình vào, đúng không? Ví dụ như mình có 1.000 thì mình chỉ lấy ra 100 đồng để mình thử nước thôi, mình thử có nước lạnh hay nóng rồi mình mới vô. Chứ ví dụ như mình có 1.000 để tháng tới trả tiền nhà mà mình đổ hết 1.000 nó vô, hy vọng ngày mai nó lên thành 2.000 thì đó như là cờ bạc rồi, thì các bạn không nên làm như vậy. Đúng rồi, Câu hỏi thứ ba mà chị có cho Khoa đó là hiện tại ở Úc đó thì có những cái broker nào mà Khoa recommend cho những người mới bắt đầu đầu tư ở Úc? Tại vì chị có rất là nhiều bạn ở Úc nhắn tin hỏi chị, thì chị muốn chuyển những cái câu hỏi này cho Khoa, bởi vì Khoa có thể sẽ rành về cái thị trường bên Úc hơn là chị. thì cái broker mà Khoa khuyên những cái bạn nào mà mới chơi á, không muốn bị phức tạp hóa mọi thứ đó, rất là đơn giản, đó là cái broker tên gọi là Stake, STAKE, Stake. Nó rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng, cực kỳ đơn giản luôn. Khi mà đầu tư bên nước ngoài, các bạn phải điền một cái form á, ở bên mình điền form để đóng thuế bên Mỹ á, thì cái form đó là cái broker này nó làm luôn cho mình luôn. Mình chỉ cần là vài click thôi là xong. Trong khi là những cái broker khác thì mình phải sao rồi ký giấy rồi scan rồi bỏ vào này kia, nó rất là phức tạp. Thì cái stack này rất là đơn giản, dễ sử dụng, và cái đó là điểm cộng của stack nha. Còn cái điểm không tốt của stack thì thực sự thì cái này nó basic thôi, để cho những người mà mới chơi á. Do đó là những cái thứ ví dụ như là chơi option, rồi những cái mà chơi mà chuyên sâu hơn á, và thì nó không có nhiều.
À, với lại nó mà nếu mà muốn tất cả những cái stock trên thị trường á, thì nó không có. À, nó có những cái thứ mà căn bản nhất thôi. À, và bên cạnh đó thì Khoa lúc trước cũng có làm một cái video rồi, à, mình cũng có nói là mình có cũng có sử dụng thêm một cái broker, à, để mà trade, option với là chơi những cái short term á, đó là cái Interactive Brokers. Ừ. Ủa, cho sẵn cho chị hỏi luôn là cái feedback của Khoa về cái Interactive Broker có tốt không? Không tốt cho bạn nào mới 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 chơi, nó rất rất, rất là phức tạp, nó đủ thứ, chúng ta mình phải phải làm quen từ từ chứ không không có nào mà mới vào là hiểu được liền, nó hơi phức Nhưng mà tạp, họ uy tín đúng không? nó uy tín, nó hầu như là những cái stock nào trên thị trường nó đều có cả. Thì cái broker đó họ có cho những người ở nước khác không? Ví dụ như ở Việt Nam hay là những cái Có nước châu Âu ạ? luôn Interactive Broker ở Việt Nam có luôn, nhưng mà nó sẽ phải theo một cái luật ở Việt Nam và nó có những cái hạn chế khác khác nữa ở Việt Nam. Thì thực sự mình chỉ nghe bạn nói thôi, bạn của mình nói, nhưng mà để mà những cái hạn chế nào ở Việt Nam thì mình không có rõ lắm, à, nhưng mà mình biết là ở Việt Nam vẫn có cái vẫn có thể trade được từ Interactive Brokers. Vậy là những cái người Việt Nam vẫn có thể mua bán chứng khoán nước ngoài nếu như họ dùng cái broker đó. Interesting, tại vì chị có rất là nhiều bạn ở Việt Nam hỏi chị và chị cũng có nhận được lời mời collab với Interactive Broker mà chị cũng chưa có tìm hiểu, sẵn Khoa nhắc cho nên chị hỏi. Cảm ơn Khoa. Vậy cho chị hỏi là thuế đầu tư ở bên Úc đó họ có tính khác với thuế thu nhập không? Rồi họ có tính là thuế short term, long term không? À, cái này thực sự thì thường thường thì khoa cá nhân mình thì mình đưa hết cho accountant làm, cho nó lẹ để mà mình còn tập trung thời gian công sức để mình kiếm tiền nữa, hoặc là mình đầu tư, mình nghiên cứu kiếm đầu tư. Nhưng mà mình biết là có và ở đâu cũng phải có đóng thuế. Thì ở bên Úc, Úc với lại Mỹ là có một cái hiệp ước là đánh thuế hai lần, double tax agreement, là đánh thuế hai lần, có nghĩa là giúp cho những người mà đầu tư á, họ không phải trả thuế hai đầu á, trả thuế bên Mỹ rồi trả thuế bên Úc nữa. Thì bởi vậy mà khi mà mình đầu tư á, tất cả những cái apps, những cái broker á, nó đều phải là yêu cầu mình phải điền một cái form thuế, nó gọi là WA gì đó, thì mình nhớ là nhớ không lầm, thì cái form này á, là để khai thuế với bên Mỹ. Thì nếu mà mình trade, mình kiếm tiền được từ chứng khoán mà mình không có cái form này á, thì mình sẽ phải bị là mấy công ty bên Mỹ, ví dụ như là mình có cổ tức đúng không, mình nhận được cổ tức từ những công ty bên Mỹ, thì những công ty đó sẽ chặt mình đến 30% tiền tiền thuế bên Mỹ, rồi sau đó về về lại Úc có thể chặt thêm một lần nữa đó, do đó là mình phải 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 khai thuế. Thì nếu mà mình điền cái form này thì có thể giảm xuống chỉ còn là 15% cái tiền thuế bên Mỹ thôi. Nếu mà ai đã đóng thuế bên bên đó rồi thì không phải đóng thuế bên này nữa, việc mình chỉ cần là mình khai lại với Úc là mình đã đóng thuế, mình nộp đơn cái form đó rồi, mình khai thuế mình đóng thuế bên Mỹ rồi thì không có đóng thuế bên Úc nữa. Còn cái cũng tương tự như vậy, những cái ví dụ như là cổ tức rồi, phải mình đều phải kê khai hết, để mình khi mình làm hoàn thuế của năm tài chính đó, thì mình có thể là mình claim lại cái tiền thuế đó. Và nhiều người là có cái địa đình, có cái tiền cổ tức nhưng mà không muốn rút về, và chỉ muốn là tái đầu tư, bỏ luôn trong cái app và mà tái đầu tư lại, thì mình vẫn phải khai luôn, mình vẫn phải khai là mình đã có được bao nhiêu mà mình tái đầu tư được bao nhiêu, và cũng giống như là mình bán share hay là mình lời hay lỗ gì đó, mình đều phải khai hết cả, không có được giữ bí mật hay gì cả. Cái đó là các bạn cân nhắc. Và cái thuế thu nhập á, thường thường là mình gộp luôn tất cả, ví dụ như lương của Khoa thì khoảng thuế là khoảng ba mươi mấy phần trăm đó một năm, thì thì nó cộng gộp luôn những cái capital gain này kia. Ủa vậy họ không có chia ra là long term capital gain hay là short term capital Có tại vì có chị cái đó thì chuyên sâu hơn nữa, thì mình thường thường tại vì Khoa năm nó cá nhân mình train nhiều quá, mình không kiểm soát được mà á. đối với Hoa là chẳng mostly là short term rồi, tại vì Hoa là swing trade thôi đúng không? Swing trade và long term thì mình có cứ đưa vào cái toán là cho lẹ. Ok, vậy ở nước ngoài mà đầu tư vào chứng khoán Mỹ thì cũng phức tạp ha, quá khá phức tạp. Nếu như mà Mỹ với một cái nước nào đó mà không có agreement như Úc là mình phải đóng thuế rất là nhiều đúng Vậy có và có một cái hai nước Mỹ Úc thì cũng có cái hiệp định đấy, cái hiệp định để mà thỏa thuận để mà đầu tư như vậy. Vậy thì cho chị hỏi, ở Úc đó thì thường người ta đầu tư đa số vào chứng khoán Úc
hay là chứng khoán Mỹ hay là chứng khoán ở đâu đó? À, cái này câu hỏi khá là hay, tại vì thì có thấy này không phải có thấy mà có làm cái research luôn, làm một cái nghiên cứu luôn, thì mình thấy là dân Úc á, họ ưu tiên là sử dụng hàng Úc nhiều hơn, đầu tư ở Úc nhiều hơn, khoảng 60% là đầu tư ở Úc và 40% là đầu tư ở Mỹ. Thì có nghĩ là những người mà đầu tư ở Úc á, là họ thường có tâm lý là muốn đầu tư là ở nước họ có vẻ như là hơi bị không có năng động như bên Mỹ đâu. Họ kiểu là mình đầu tư long term thôi, mình đầu tư rồi mình để đó luôn. Do đó là cái mặc dù là cái volume của thị trường của Úc rất là nhỏ so với thị trường Mỹ, thì họ cũng thực sự là không có quan tâm lắm, tại vì họ đầu tư long term. Thì mình thấy là cái volume của bên Úc là khoảng 1.6 trillion đô la. Mà trong khi volume của bên Mỹ là tới 48 trillion đô la, cái là gần 40 50 lần, gấp 40 50 lần thị trường bên Úc, thì do đó là nó rất là lớn. Bạn bạn nào mà muốn trade mà muốn short term này kia thì bên Mỹ là cái thị trường Úc, thị trường Mỹ nó tốt hơn nhiều, tại vì nó có cái volume, nó có chợ đúng không? Chợ thì có đông người thì mới vui đúng không? Do Đúng đó rồi. là còn bên bên Úc thì dân Úc thì thường thường thấy là họ họ đầu tư ở Úc nhiều, đầu tư long term. Thì nếu mà người người Mỹ xin lỗi, người Úc mà đầu tư á, ra nước ngoài á, thì hai thị trường chính họ đầu tư đó là thị trường Mỹ và thị trường Anh. Thị trường Mỹ và thị trường Anh, và đâu đó khoảng là 7%, 5 đến 7% là đầu tư vào crypto. 44% nha, Khoa mới có nghiên cứu mới 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 vừa rồi thôi, thì có khoảng là 44% dân số của Úc đó là đầu tư vào chứng khoán đó. 44% đó đều trích ra cái tiền saving của mình để mà đầu tư vào chứng khoán. Thì đó là một con số rất là thú vị. Thì mọi người ai cũng đầu tư thì tại sao mình không đầu tư nhỉ? Đúng. Mà cho chị hỏi ví dụ như là cái sàn đó, ví dụ như cái giờ Mỹ thì nó khác, giờ Anh khác, giờ Úc khác. Vậy là mỗi cái khung giờ nó sẽ có một cái sàn khác nhau hay là cũng một cái sàn đó nhưng mà mình lên cái giờ bên Mỹ thì sẽ có chứng khoán Mỹ hay là mình lên cái giờ bên Úc sẽ có chứng khoán Úc hay là làm sao? Đúng rồi, cái sàn đó thì ví dụ như cái sàn cái giờ giờ Úc mở lên thì nó mình ví dụ như cái stake này em nói đó, mình đầu tư vào chứng khoán Mỹ thì mình mở cái giờ Úc lên thì nó không có active, tại vì nó hết giờ bên Mỹ rồi thì mình phải canh. Đây là một cái nỗi khổ của những người ở Úc, tại vì nói về ở Việt Nam hay là những nước khác á, thì nó cũng ít ra nó cũng gần hơn với Mỹ so với là ở Úc. Ở Úc có thể gọi là xa nhất đối với Mỹ, thì bên Mỹ là thị trường mở cửa 9 giờ đúng không ạ? 9 giờ 9 rưỡi giờ đó. Thì bên này là khoảng 12 giờ đêm rồi, 12 giờ rưỡi đêm rồi. Mà chưa kể là nó đổi giờ nữa. Cái mùa đông thì nó giờ này mà mùa hè nó giờ kia. Thì nó đổi giờ là phải mình thay đổi theo nó luôn. Cái rất là khổ. Mình có một người bạn day trade bên Mỹ đó mà ở Úc, là phải thức thức theo giờ Mỹ, rất là cực, rất là cực. Bởi vậy mà những người mình rất là nể phục những người mà ở xa như vậy mà đầu tư bên Mỹ mà thức thời giờ Mỹ được á, mà có return rất là tốt á, thì mình nghĩ là mình rất là khâm phục những người đó. Mà cá nhân mình thì mình không có đủ sức và mình còn đi làm nữa, không có đủ sức để mà thức như vậy. Đúng rồi, nhưng mà có công mài sắt thì có ngày nên kim. Thì chị ở Cali thì cái giờ của Cali thì chạy sau giờ New York 3 tiếng. Có nghĩa là nếu như mà chị muốn day trade á, là mỗi ngày chị phải dậy 6 giờ rưỡi mà làm gì có chuyện đó. Cho nên thường thường á, chị chỉ bán option thì chị bán mỗi tuần. Thị trường thứ hai đó thì thường là 9 giờ rưỡi chị có lớp. Thì thường là khoảng 9 giờ chị dậy thôi, là tại vì chị đang còn work from home. Nhưng mà hồi mỗi thứ hai thì chị phải dậy sớm hơn nửa tiếng là đã cầu nhau rồi đó, chị đi ra đã bán cái option rồi đi dậy thôi nửa tiếng sớm hơn nửa tiếng là đã cảm thấy bực mình lắm rồi. Chị đúng là khâm phục những cái người mà có thể thức thâu đêm suốt sáng để mà canh thị trường như vậy luôn á. Nhưng mà cái này mình là nghĩ là một cái theo một cái xu hướng tích cực đó là sao? Tại vì đây là một cái lý do rất là tốt để mà mình thức khuya, để mà mình thức nhiều giờ hơn người ta, để mình làm việc nhiều hơn người ta. Đó là một cái lý do rất là tốt để mình work harder, mình làm việc nhiều hơn, thì mình có cái return tốt hơn ha. Chính xác. Vậy cho chị hỏi cái câu này là cũng của một bạn bên Úc hỏi là ở bên Úc đó họ có những cái quỹ ETF tương tự giống như ở bên Mỹ hay không? Ví dụ như bên Mỹ thì có cái gói S&P 500, ở Việt Nam thì có cái gói VN 30. Vậy ở bên Úc đó họ có những cái gói tương tự hay không? Và có những cái mã như thế nào Khoa có thể giới thiệu cho những bạn mới bắt đầu hay không?
Bên Úc cũng có. Thì bên Mỹ là S&P 500 500 đúng không ạ? SP 500. Thì bên Úc cũng có là SP 200. SP nó gọi SP rồi xuyệt cái là ASX, có nghĩa là cái ký tự của cái thị trường Úc á. ASX là 200 ETF. Thì mã của nó là STW. STW là cái mã của cái gói mà tương tự như S&P 500 ở bên Mỹ. Rồi bên cạnh đó thì cũng có những cái như Vanguard, cái nhánh bên Úc nữa. Thì bên Úc nó cũng là nó anh em gì bên Mỹ, Mỹ sao bên Úc nó bắt chước vậy. Rồi thì bên cạnh đó thì mình cũng thấy là những cái nhóm ngành nghề bên bên Úc nó cũng giống giống như bên Mỹ vậy đó, nhóm ngành nghề. Thì cái nhóm ngành nghề mà nó return mà cao nhất một năm á, bên Úc á, là vẫn là công nghệ. Nó cũng y chang bên Mỹ luôn, bên Mỹ là công nghệ là dẫn đầu thì bên Úc nó cũng là dẫn đầu công nghệ. Và cái nhóm thứ hai mà nó cũng tăng á, là nó tăng nó đi theo mạnh á, đó là cái nhóm mà nhóm ngành hàng thiết yếu mà không có không theo không thiết yếu, mặt hàng không thiết yếu đó, nó là cũng là rất là tốt đó. Với lại tiếp theo là cái tài chính, và cái nữa là cái material sẽ là cái nhóm mà nguyên vật liệu đó, tại vì bên Úc nó có những cái mỏ khoáng sản rất là lớn, nó rất là dồi dào về mỏ khoáng sản gì đó, nên nó cũng có cái này, nó cũng rất là phát triển. Thì công nghệ thì khoảng là 42% một năm return đó, cũng khá là tốt đó. Công nghệ rồi những cái nhóm ngành hàng không thiết yếu là khoảng 37%, rồi tài chính là 37% gì đó. Thì nhưng mà thực sự cá nhân mình thì mình không có đầu tư ở Úc nhiều, không có đầu tư, thực sự không đầu tư luôn, không đầu tư luôn chứ không phải là nhiều nữa, mà không đầu tư luôn, tập trung là thị trường Mỹ thôi. Nhưng mà đối với những bạn mà mới bắt đầu đó thì cái an toàn vẫn là hơn, với lại mình tiết kiệm được rất là nhiều giấy tờ và tiền thuế nữa, tại vì thay vì mình đầu tư ở nước ngoài đúng không, mình phải đóng thuế cho nước ngoài, thì đầu tư ở trong nước thì chị nghĩ là nó sẽ tốt hơn về cái mặt thuế, chị nghĩ như vậy. Được hơn. Với lại nếu mà đầu tư ở trong trong quốc nội mà mình nơi đang ở đó, thì mình có thể quan sát được những cái thị trường, những cái gì xung quanh mình. Rồi cái nữa là mình không phải nghĩ đến cái việc là phải chuyển đổi tiền tệ. Cái đô Mỹ đô Úc nó chênh lệch lúc nào lúc kia đúng không, số tiền càng lớn nên càng chênh lệch nữa. Mình đầu tư như vậy thấy đô Mỹ lên stock lên nhưng mà cái đô Úc nó xuống thì cũng như không. Đó thì do đó là mình một cái nữa mình cân nhắc, nếu mà bạn bạn nào muốn đầu tư mà rủi ro thì và rủi ro mà muốn muốn mà để mà challenge, để mà thử thách mình đó, thì mình cứ việc đầu tư bên Mỹ cũng như vậy. Còn mình nào muốn an toàn thì cứ đầu tư bên Úc thì không sao, cái nào cũng được miễn là nó đem lại return cho mình nhiều là được. Không, chị nghĩ nếu mà Khoa có thời gian Khoa nên làm một cái video cho beginner luôn ở Úc, ví dụ như là cái mở tài khoản làm sao, rồi cách đầu tư làm sao trong cái broker đó, rồi Khoa gợi ý cho họ một vài cái mã quỹ đầu tư để họ có thể tiếp tục tìm hiểu thêm, tại vì chị thấy cái video của Khoa thì nó khá chuyên sâu, mà những bạn có những bạn rất là mới, những bạn đó không không có thể nắm bắt kịp, những bạn đó cần phải nắm tay chỉ việc, ví dụ như là tìm một cái sàn nào đó, cách tìm một cái mã ETF nào đó. Nếu như Khoa có thời gian thì chị nghĩ một cái video như vậy rất là hữu ích. Hy vọng là sắp tới Khoa có thời gian để mà mình làm những cái đó. Câu hỏi tiếp theo chị có đó là ở bên Úc có những cái tài khoản mà hưu trí để mình có thể tự mở để tiết kiệm được tiền thuế giống như bên Mỹ hay không? Ví dụ như bên Mỹ thì họ có traditional IRA hoặc là 401k, đó là của hãng người ta cho, hoặc là Roth IRA là cái sau thuế. Nói chung là những cái này, những cái IRA đó là những cái tài khoản mà hưu trí mà chính phủ cho mình mở để mình có thể tiết kiệm thuế hoặc là trước hoặc là sau. Thì bên Úc họ có những cái tài khoản tương tự như vậy hay không? Thì cái câu hỏi đêm trước mình cũng đã trao đổi một một phần nhỏ rồi ở video lần trước. Thì cái này mình cũng muốn nói thêm là nó ở bên Úc thì nó có cái superannuation, thì cũng trước mình cũng đã nói là nó trích ra, phải trích ra, trích thêm cái người mà trả lương cho mình đó, thì họ phải trích thêm 10% cái số tiền lương của mình đó, để mà bỏ vào đóng vào trong cái quỹ lương hưu cho cái người đi làm đó. Thì cái những cái quỹ đó thường thường khoảng 10% một năm return. Và cái này là bắt buộc, thì mình phải đóng vào đó để mà quỹ lương hưu từ đến khi mà khoảng 60 65 tuổi gì đó thì mới được rút. Nếu mà rút trước đó thì có thể bị đánh thuế rất là nặng và bị phạt là khoảng 10.000 đô.
Thì nếu mà rút trước thì cái này nó cũng là lương hưu, nó cũng giống như 401k ở bên Mỹ này kia, nhưng mà nó có một cái khác biệt ở chỗ là cái theo Khoa biết á, thì cái 401k á là mình sao ạ, là mình cho phép nhân viên mình chọn cái quyền là giảm lương đúng không ạ, chọn chọn giảm lương để mà cái số tiền được giảm đó mình góp vào trong cái quỹ lương hưu đúng không ạ, và không bị đánh thuế trong cái khoản tiền đó. Thì super thì nó không có giảm tiền lương mà nó thêm vào và buộc nó đóng thêm vào cái đó. Để mà mình bỏ vào trong quỹ đó, khi nào mình bị đánh thuế thì khi nào mà bị rút ra thì mình mới bị đánh thuế. Thì đó là Gì Khoa nói là cái super nó không có giảm tiền lương nhưng mà nó thêm vào, có nghĩa là sao? ví dụ như tiền lương của mình là 1.000 đô thì cái người chủ phải trả thêm là 1.000 cộng thêm 10% nữa, là cái 10% Vậy đó. là cái 10% bỏ vô cái super là người chủ bỏ vô chứ không Bỏ phải vô. là nhân viên bỏ vô. Đúng rồi, mình vẫn cái tiền lương của mình vẫn giữ 100%, không có gì cả, không có bị mất ở đâu cả. Vậy là cái contribution là hoàn toàn là từ người chủ thôi. Đúng rồi, đóng Ok, thêm. như vậy là tất cả những người chủ đều bắt buộc phải bỏ vô 10% hay là người ta có quyền lựa chọn 5% hay 6%? Cái quyền quyền lựa chọn công ty nào á thì đó là quyền của mình chỉ Không, định. nói cái số tiền mà người ta bỏ vô cho mình là 10% trên cái số tiền lương của mình á, Là bắt buộc, bắt buộc bắt 10%. buộc phải 10%, công ty nào cũng phải 10%. Có thể là tại vì mình không có phải là dân mà chuyên về cái super này á, thì có thể là một số thông tin mình cần phải kiểm kiểm chứng lại một tí nha, tại vì đây là những gì mà nó áp dụng lên Khoa thì Khoa sẽ chia sẻ như vậy thôi. Còn mình Vậy ngoài cái super đó ra còn có một cái tài khoản nào mà mình có thể tự mở được không? Ngoài cái super với lại cái brokerage account ra có một cái tài khoản nào khác để lợi thuế không? Mình thấy đa số là 90 hơn 90% dân Úc sử dụng super không à, hỏi đi đâu là hỏi sếp này kia có đầu tư chứng khoán này kia không, kêu không ta đầu tư vào super không à, ta có được super rồi, nó giống kiểu như là ai cũng làm đó rồi thì không có cần phải nghĩ đến một cái gì nữa khác nữa cả. Bởi vậy mà cái chính phủ họ muốn là trong dân lúc nào phải có tiền á, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì người dân là có tiền để mà chi tiêu này kia, không có bị phải thâm hụt vốn của chính phủ phải bơm tiền vào nhiều như vậy. Như vậy cũng tốt. Ở bên Mỹ á, thì cái 401k đó thì tùy cái hãng thôi. Thường thường là cái hãng lớn thì họ sẽ có. Nói chung là có hãng thì cũng không có hãng thì nói chung là họ không có bắt buộc. Và nhiều khi người ta chỉ dùng cái đó để làm một cái lợi thế cạnh tranh để mướn nhân viên thôi. Thì có hãng đó thì họ có 401k nhưng mà họ không có match. Ví dụ như mình đóng cho 5.000 thì mình chỉ có 5.000 thôi. Còn có hãng thì họ match, ví dụ như mình đóng cho 5.000 họ cho mình 2.500 là mình có 7.500, hoặc có hãng là họ match mình đóng 5.000 họ cho 5.000. Nói chung là cái quyền lợi đó sẽ tùy thuộc vào cái công ty mà mình làm cho họ, chứ không phải là họ bắt buộc có một cái số nào đó nhất Cũng tốt, hay hả? định. Câu hỏi tiếp theo chị có, nếu như Khoa gặp một em mới vừa ra trường high school hoặc là mới vừa ra trường college thôi, khoảng 18 20 tuổi, hoặc là một người nào đó mới định cư ở Úc mà cần một lời khuyên của Khoa hoặc là một vài lời khuyên của Khoa về vấn đề tài chính, thì Khoa, ví dụ như mình gói gọn lại trong một lời khuyên đi, thì Khoa sẽ khuyên họ cái gì để cho họ có cái hành trang tốt hơn cho cái cuộc đời sau này? Thì trước khi mình khuyên á, mình nói là đây là tính chất là mình không phải là một nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp nha, không có phải nghe hết 100%. Thì mình chỉ thấy cái mình dựa trên cái cá nhân của mình thôi, thì mình chia sẻ lại thôi. Thì mình thấy là khi còn trẻ thì mình phải là work hard and invest smart, là làm việc chăm chỉ và đầu tư thông minh. Làm việc chăm chỉ là sao, là mình còn trẻ thì mình cứ việc làm việc, tại mình còn sức khỏe mà đúng không ạ, thì mình cứ việc làm việc nhiều lên. Thì rồi mình trích cái phần trăm của tiền tiền lương của mình có được mỗi tháng là mình đầu tư. Thì cái sai lầm lúc trước của mình á, thì mình thấy là mình cứ nghĩ là mình còn trẻ mà mình chưa có nhiều tiền, mình đi làm chưa có tiết kiệm được nhiều, thì mình thôi mình đợi đến khi nào mình đi làm có dư đi rồi mình đầu tư. Đến khi mình có dư rồi đó mình mất hết mấy năm tuổi trẻ luôn rồi, thì mình bị bỏ lỡ cơ hội rất là đáng tiếc. Thì mình cứ đầu tư đi. Thì nếu bạn nào mà chưa có đủ tiền á, dư ra để mình có như mình làm bao nhiêu xài hết bao nhiêu rồi không có đủ tiền nữa để mà đầu tư, thì thay vì như vậy, thay vì mình nghĩ như vậy, thì mình tại sao mình không thức khuya hơn một tí,
hoặc là mình dậy sớm hơn một tí để mình có cái quỹ thời gian nhiều hơn để mình làm nhiều thứ để mình kiếm tiền nhiều hơn, rồi từ đó mình có những cái quỹ nhỏ nhỏ như vậy bắt đầu mình đầu tư vào, thì đó là một cái mà đã gọi là work hard, mình làm việc chăm chỉ hơn. Còn cái việc mà tiếp theo là nữa là mình đầu tư, hoặc mình có tiền dư rồi mình đầu tư bậy bạ, mình đầu tư hết giống như kiểu như all in vào trong casino này kia, thì đó là không phải đầu tư nha. Thì mình phải học, thì đầu tư thì đầu tiên là phải học đúng không ạ, nhưng mà đừng có học lý thuyết nhiều quá. Lúc nãy mình nói là cứ học và đầu tư đi, rồi mình cứ đầu tư đi không sao, cứ thua đi không sao, thua để lấy kinh nghiệm. Mình thấy là tùy vào cái tình hình tài chính của mỗi người nữa, và là cái độ mà chấp nhận rủi ro của mỗi người nữa. Thì nếu mà còn trẻ thì mình nghĩ là nên phiêu lưu đầu tư vào những thứ mà nó có cái high risk high return á, là có nghĩa là có cái độ rủi ro cao mà có đem lại cái return cho mình, đem lại cái tiền lời cho mình cao đó. Ví dụ như là những cái growth stocks, những cái mã growth stock mà nó được bơm thổi này kia rất là nhiều. Thì tại vì mình còn trẻ mà đúng không ạ, có mất tiền đi thì mình vẫn còn thời gian để mình kiếm tiền lại được. Nhưng mà khi mình đầu tư đúng một cái stock nào đó thì cái tiền lời của mình, cái return của mình nó sẽ rất là cao. Và khi mình có tiền lời nhiều rồi thì lúc đó mình mới nghĩ đến việc là đa dạng hóa cái tài khoản của mình đi, mình có mới nghĩ là diversify cái tài khoản của mình, chia ra nhiều nhiều những cái rổ nhỏ như vậy. Thì lúc trước á, thì mình cũng kể luôn là cái lộ trình của mình á, là từ là vào năm mà lúc mà còn đang đi đại học á, thì có những cái bài assignment là nghiên cứu về trong tương lai như thế nào này kia đó, thì mình có nghiên cứu một cái đề tài, thì nó có thấy là từ năm 2010 rồi, thì nghiên cứu thì mình thấy là có một cái sự bùng nổ của cái việc là năng lượng sạch vào đâu đó khoảng bắt đầu từ năm 2020 đó. Là bắt đầu là sẽ có rất là nhiều cái xu hướng, rất là nhiều về cái năng lượng sạch. Thì vô tình nữa thì mình thấy là mình có đầu tư, mình thấy nghiên cứu về cái Tesla, công ty Tesla. Thì mình bắt đầu là mình nghiên cứu, mình thấy là vào năm 2017 đó, 2017 là lúc mà công ty Tesla chuẩn bị là tuyên bố phá sản đó, gần như là phá sản đó, chỉ còn khoảng ông nhớ là ông Elon ông nói là khoảng công ty chỉ còn khoảng là một tháng thôi, chỉ còn tiền đủ duy trì công ty khoảng một tháng thôi, nếu không được thì phá sản luôn. Thì trong lúc đó thì công ty đang đang sản xuất cái dòng xe Model 3 á, Model 3 đó. Thì khi đó là mình nghĩ là mình ok, thì bây giờ mình đã nghiên cứu về ông Elon này rồi và những công ty này rồi, và cái xu thế sắp tới nữa. Xu thế sắp tới là, và đúng cái thời điểm mà 2017 là gần đến 2020 rồi, thì ok, thì mình đã biết là cái xu thế sắp tới nó rất là lớn. Thì đó là mình bỏ gần như là hết cái gần như all in vào trong Tesla. Thì tại vì mình chấp nhận rủi ro, mình kêu là còn trẻ mà đúng không, còn trẻ thì chấp nhận rủi ro, là có mất tiền thì còn thời gian để kiếm được tiền lại được, nhưng mà mình phải nghiên cứu nha, mình phải nghiên cứu rất là kỹ. Thì mình nghiên cứu rất là kỹ rồi mình đầu tư vào Tesla, thì lúc đó thì cũng rất là may. Thì Tesla sau đó, thì sau cái đợt mà mọi người sợ hãi với cái việc là phá sản đó, thì Tesla nó đã tăng lên và cái doanh số bán xe của Model 3 rất là lớn, và từ đó nó breakout, nó lên đến bây giờ luôn. Thì qua cái này thì mình thấy là cái việc mà phiêu lưu mạo hiểm ấy nha, không có nghĩa là mình liều mạng nha các bạn. Mình liều mạng, mình phiêu lưu mạo hiểm là mình phải có một cái nghiên cứu kỹ về cái nỗ lực của công ty, với lại đặc biệt là mình nghĩ là cái người dẫn đầu công ty đó rất là quan trọng nha. Cái người dẫn đầu đó đó, họ ra những cái đường lối phương hướng này kia như thế nào, thì cái người đó là cái người quyết định cuối cùng của công ty đó. Đó là mình cần phải nghiên cứu kỹ, và đặc biệt là nghiên cứu về cái người dẫn đầu cho công ty đó. Dạ, thì đó là cái đầu tư mà mình nghĩ là đầu tư nên, đó là đối với những người trẻ. Dạ, thì mình nghĩ là như vậy. Đó là cái lời khuyên nho nhỏ của cá nhân Khoa thôi. Còn cái việc mà áp dụng như thế nào, hoặc là các bạn chọn con đường của nào thì các bạn, thì đó quyền của các bạn nha. Cảm ơn Khoa. Nhưng mà chị nghĩ á, mà mình nên có một cái kỷ luật á, người Mỹ người ta gọi là discipline á. Ví dụ nha, ví dụ như mình sẽ chia cái khoản đầu tư của mình ra, hoặc là cái khoản chi tiêu của mình ra. Ví dụ như các bạn mới á, thì mình nghĩ là nên có một cái budget. Ví dụ mình list ra một tháng mình làm được bao nhiêu tiền, tiền nhà bao nhiêu, tiền xe bao nhiêu, tiền saving bao nhiêu. Không cần biết là mình làm ra bao nhiêu tiền mỗi một tháng, mình bắt buộc phải để dành trước khi mình trả tiền nhà, tiền xe, tiền cổ. Tại vì mình đi làm để làm gì mà trong khi đó mình đi làm mình lãnh lương xong mình trả lương cho tiền nhà, tiền xe này nọ, cái mình không có trả lương cho mình. Cái người đầu tiên mà mình cần phải trả lương đó là bản thân mình trước, chứ còn không thì mình đi làm gì, đúng không? Tự nhiên đi làm xong cuối tháng không có tiền.
cái discipline thứ hai á là khi mà mình phân bổ cái chuyên mục đầu tư của mình đó, thì như Khoa nói á, còn trẻ thì nên mạo hiểm, nên phiêu lưu một chút xíu, nhưng mà mạo hiểm không có nghĩa là liều mạng. Các bạn ví dụ có thể phân bổ ra, ví dụ 50% của mình là long term, 20% của mình là swing trade, rồi còn lại 10% hay 5% gì đó thì mình bỏ vô những cái có cái độ rủi ro cao nhưng mà cái lợi nhuận cao hơn, thì mình chỉ nên nằm trong đó thôi. Mình thấy có nhiều bạn đó thì cứ kiểu mà FOMO đó, cứ kiểu mà mình đã có đủ 10% trong một cái cổ phiếu nào đó liền mạng rồi, nhưng mà cứ thấy người này người kia cứ lấy thêm bỏ vô, thì cái đó nó vô hình chung nó lại trở thành cái cờ bạc, trở thành một cái con nghiện rồi. Cho nên các bạn phải có kỷ luật, đúng không? Mình làm cái gì thì phải có kỷ luật thì mình mới thành công được. Đồng ý, đồng ý, Thì kỷ luật với lại nghiên cứu kỹ, Đúng tránh tránh rồi, lười mạng, đầu tư phải cờ bạc, như các bạn nói, như các bạn nghe Khoa nói là all in cho Tesla, không phải là tự nhiên không mà Khoa thấy Tesla rẻ và Khoa mua. Có nghĩa là Khoa đã nghiên cứu cái người cầm đầu Tesla, đó là ông Elon Musk, rồi Khoa đã nghiên cứu cái thị trường. Khi mà mình đầu tư nó, cái vision của mình rất là quan trọng, cái tầm nhìn của mình. Ví dụ như hôm nay công ty mình đã tốt, nhưng mà 5 năm nữa, 10 năm nữa công ty đó có tốt hay không, đó là cái tầm nhìn của mình về một cái xu hướng nào đó. Ví dụ như các bạn nhìn nhìn bây giờ đi, các bạn nghĩ là 5, 10 năm nữa cái shopping mall đó, hoặc là 20 năm nữa có còn hiện hữu hay không, đúng không? Cái shopping mall, tại vì bây giờ đa số người ta mua Amazon hoặc là người ta mua online đa số là nhiều hơn, shopping mall vẫn còn, nhưng mà khoảng 20 năm nữa các bạn nghĩ nó còn hay không, nếu như mà nó không đổi mới lên, đúng không? Thì các bạn phải có một cái tầm nhìn vô một cái lĩnh vực nào đó khi mà các bạn muốn đầu tư vào một cái gì. Đồng ý. Cảm ơn Khoa rất là nhiều. Mình nghĩ cái video ngày hôm nay rất là hữu ích, đặc biệt là những các bạn ở Úc biết rõ thêm về cách đầu tư ở Úc và những thị trường bên Úc. Không biết trước khi chia tay Khoa có gì muốn nhắn nhủ với mọi người không? Thì những gì mình nói đây thì thực sự là các bạn cần phải, mình nghĩ là cứ 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 đừng có đừng một thứ nhất là đừng có suy nghĩ nhiều quá. Mình tập trung, mình cứ cứ làm việc siêng năng thôi, mình cứ làm việc siêng năng rồi mình nghiên cứu thôi. Thất bại không sao, cứ thất bại thì mình cứ xem như bài học thôi, rồi mình cứ việc là mình đầu tư rồi mình thấy là ok thì mình thấy được á, mình thấy mà nghiên cứu mà thấy đúng cái những cái tiêu chuẩn của mình á, thì mình cứ đầu tư thôi, thua cũng được không sao, nhưng mà phải là rút kinh nghiệm. Nhưng mà thua không phải là các bạn bạn thất bại hoàn toàn, mà cái nghĩa là các bạn sẽ có những bài học kinh nghiệm. Còn nếu mà thua mà không có rút được kinh nghiệm gì thôi, tốt nhất là mình nghỉ luôn, đừng chơi nữa. Là mình lấy được kinh nghiệm rồi xong đó là mình cứ tiếp tục là mình cứ đầu tư thôi. Với lại mình thấy là cái thêm cái là cái thị trường các bạn, mình nghĩ là đừng có nên FOMO. FOMO rất là nguy hiểm nha các bạn, tại cái lỗi mình cái năm đầu tiên mình nói, cái năm mà mình đầu tư thất bại nhiều á thì FOMO không, các bạn thấy là người này người kia là đầu tư cái này cái mình FOMO nhảy vào, cái xong mình nhảy ra như vậy thì nó rất là, thứ nhất là mệt cho mình, thứ hai là mình bị lỗ thua lỗ, với lại thứ ba là cái nó không có được cái capital gain mà giúp cái potential mà cái grow với cái gọi là gì ta, cái compound của mình đó, nó không có được cố định tập trung. Mình nghĩ là mình cứ tập trung vào một cái gì đó trước khi khi mình có vốn nhỏ, mình cứ tập trung vào cái gì đó rồi nó sẽ, nếu mình đầu tư đúng thì mình sẽ cứ nó sẽ đi lên thôi. Mình nghĩ là nếu không lên thì bài học kinh nghiệm vậy thôi. Thì chị cũng nghĩ như vậy. Ví dụ như các bạn đầu tư vào cái gì đó mà các bạn có lời, ví dụ như các bạn thắng một cái gì đó, các bạn phải suy nghĩ là tại sao mình có lời, tại sao mình thành công trong cái giao dịch này, đúng không? Rồi khi các bạn thua lỗ một trong một cái giao dịch nào đó thì các bạn phải suy nghĩ tại sao mình lại thua lỗ trong cái giao dịch này. Tại vì mỗi một cái giao dịch, even là các bạn không cần biết là các bạn lời hay lỗ, các bạn phải suy nghĩ là tại sao, cái lý do tại sao, đúng không? Khi mình biết được cái lý do rồi đó thì mình có thể khắc phục. Ví dụ mình biết lý do tại sao mình lời thì mình cứ việc mà làm thôi, đúng không? Còn mình biết lý do tại sao mình lỗ thì mình né nó ra lần tới. Thì cái đó là cái bài học kinh nghiệm mà Khoa nói, thì mình nghĩ rất là hay. Không cần phải áp dụng nó trong đầu tư đâu, mà trong bất cứ cái bài học gì ở trong cuộc đời mình. Ví dụ như các bạn làm bài test mà các bạn bị điểm thấp, thì các bạn thay vì các bạn đổ thừa ở tại bà cô tôi bà dạy dở, đúng không? Thì các bạn là sao? Ủa tại sao con nhỏ kia nó được điểm thấp, điểm cao mà mình được điểm thấp? Là tại vì mình không có làm những gì mà mình cần làm. Thì nó cũng y chang như vậy thôi. Công việc cũng vậy, ví dụ như mình đi interview, mình đậu thì tại sao mình đậu, mà mình rớt thì tại sao mình rớt. Thì mình chỉ cần
thực hành nhiều thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm. Yeah, thực hành. Yeah, thực hành là cái key đây. Yeah. Cảm ơn Khoa rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi trò chuyện của hai chị em. Nếu như mọi người chưa có subscribe vào channel của Khoa thì có thể vào channel Khoa K và subscribe. Cảm ơn mọi người. Bye Khoa và bye mọi người. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha các bạn ha.